Alo, được rồi. Hello anh em. Chào mừng những người anh em đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta chiến tiếp con game ARK. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây? Hôm nay tôi cũng thật ra thì tập trước đã bắt được con Spino rồi. Nói chung là mạnh, quá mạnh rồi. Thì hôm nay tôi sẽ đi làm một số cái nhiệm vụ ha. Thì trong cái con game này nó có cái hệ thống nhiệm vụ thì ok, nó có giới hạn đó. Hình như là tầm mấy trăm cái nhiệm vụ cơ. Anh em làm xong rồi anh em muốn làm tiếp thì nó cũng không có cho anh em làm đâu. Sau khi hoàn xong mấy cái nhiệm vụ, nó thường hay cho anh em mấy cái phần thưởng khá là ngon á. Thì có cái nhiệm vụ đi giết con Xenophore từ đời Tống, đến bây giờ là lâu lắm rồi. Từ tập những cái tập đầu là có rồi cơ, nhưng mà tôi chưa làm anh em ạ. Tại vì tôi tập trung tôi chơi quá, hiểu không? Thành ra là cái bảng nhiệm vụ tôi chả bao giờ làm. Thế thì hôm nay tôi làm cho anh em coi. Nhiệm vụ nó có mấy cái phần thưởng hay lắm. Tôi nhớ là có một cái nhiệm vụ đó là chinh phục khủng long á. Kiểu như chúng ta làm thợ săn á. Thì chúng ta hóa thân thành cái người thợ săn, là chúng ta đi săn và chúng ta chinh phục được một cái giống loài. Ví dụ như là con cano đi. Được rồi, hôm nay tôi sẽ đi săn con cano ha. Khi mà kiểu như là chinh phục hoàn toàn, có thể là thống trị cái loài này, thì nó sẽ cho tôi một cái phần thưởng, đó là cái mô hình 3D khá là hay. Cái này thì tí nữa tôi sẽ làm cho anh em coi nhá. Bây giờ thì tôi sẽ đi tìm con Xenophore rồi tôi nói chung là làm cho nó xong thôi. Nhiệm vụ này thì là đi kêu con Xenophore. Cái nhiệm vụ này thì yêu cầu giết 3 con. Giết xong thì cho cái cung gỗ, anh em ạ, cho cung gỗ thì cũng khá là ngon đấy. Cung gỗ thì thường mắc là 400 đam, độ bền này nó tầm 600. Được rồi anh em ơi. Tôi sẽ đi tìm nó trong màn đêm sâu thẳm đấy anh em ạ. Ok. Thì ở đây là tôi đã tìm thấy một con rồi hai anh em. Con này thì là con thứ ba. Ok, thì xong như này này. Đó, nó sẽ cho anh em một cái cây cung gỗ ha. Đó, ok. Được rồi. Ôi, vừa nãy đi tìm sắp mà lờ, bây giờ có thêm một hai con nữa nó ra này. Nhưng mà ở đây tôi cho anh em coi xem cái cây này của tôi là được bao nhiêu đam. Cái này nó ngẫu nhiên anh em, cái này nhân phẩm ha. Cái này thì anh em phải like thì nó mới lên nhiều đam, chứ còn anh em xem chùa thì nó không có đam đâu. Ok, thật ra thì tôi có cái cây nỏ sắt 700 đam rồi, 718 chứ. Nói vậy cho nó mới mẹ ra dáng ra trò, hiểu không? Ok, bây giờ thì tôi trời tối anh em đi vào nhà đi ngủ cái cho nó sáng. Video hôm nay thì nó một cái video vừa kiến thức vừa mấy cái nhiệm vụ trong ARK. Anh em ơi, sau này là nó còn tặng nhiều cái đồ ngon lắm. Ví dụ như là giết con Gigan thì nó sẽ cho cái yên con Titan á. Nó nhiều cái nó hay lắm. Được rồi. Với lại là cái nhiệm vụ đi giết thú lấy cung là vẫn còn anh em ạ. Hình như là sau này chúng ta đi giết một cái con cá. Tôi không nhớ là con gì, con ba silo hay là con gì á. Nhưng mà giết xong nó cho anh em cái cây cung sắt á. Nhưng mà từ từ đi, sau này tôi làm đến cái nhiệm vụ đó thì tôi sẽ quay chi tiết cho anh em biết. Ok, cung sắt hơ, không phải là cung gỗ đâu anh em ạ. Cái mà tôi đang xài đó là nỏ sắt. Còn cái cung sắt thì nó xịn xò hơn một xíu. Ok. Bây giờ tôi làm cái nhiệm vụ xây nhà anh em ạ. Ok, được rồi, chúng ta tiếp tục thì đây. Đây là cái nhiệm vụ chúng ta sẽ đi xây nhà. Xây nhà thì cái nhiệm vụ xây nhà này nó là một cái chuỗi nhiệm vụ ha. Tức là sao, lúc đầu là nó sẽ có một cái nhiệm vụ, đó là nó muốn anh em xây một cái nhà rơm đi. Nhà rơm anh em chỉ cần đó là xây 4 ô, sau đó là anh em xây tường với lại xây cái khung cửa, sau đó lắp cái cánh cửa vào. Xây một phần thôi anh em ạ, không cần là xây hai phần đâu. Và chúng ta xây cái trần luôn đó, tức là xây mái luôn như này này, không cần là xây cao đâu anh em ạ. Sau đó anh em lắp cái cửa vào. Thì sau khi làm xong cái nhiệm vụ kiểu xây nhà rơm thì nó sẽ nâng cấp lên, nó đòi anh em xây nhà gỗ. Và nhà gỗ thì cũng xây tương tự như thế này hai anh em. Sau khi mà xong cái nhà gỗ thì nếu mà anh em level cao thì nó sẽ mở khóa cho anh em thơm. Thì level cao nó mới mở khóa nhiệm vụ anh em ạ. Thì nó sẽ yêu cầu anh em xây nhà đá. Sau khi xây nhà đá xong thì nó yêu cầu anh em xây nhà sắt. Nói chung đây là cái nhiệm vụ anh em có thể làm hoặc không làm nếu anh em không muốn làm. Đó, nhưng mà làm đi cho nó vui anh em ạ. Nhà làm game người ta đã ra nhiệm vụ thì mình dân Việt Nam mình trình cao mà, đúng không? Mình cứ làm đi. Đó, cái nhiệm vụ này nó là một cái hệ thống có phần trăm ha. Ở đây hình như là tôi đã hoàn thành được 18% trong toàn bộ nhiệm vụ rồi hay sao á. Ok anh em thấy sao?
Còn đây là cái nhiệm vụ đi chờ cái bộ đồ hai anh em. Nói chung thì mấy cái này cũng khá cơ bản, tại vì cái hồi mà mới chơi á là tôi không có làm nhiệm vụ ha. Còn đây là những cái nhiệm vụ thì anh em làm mấy cái này thì nó mới mở khóa cái sau á. Ok, thiếu tí ra này. Đây là cái nhiệm vụ mà yêu cầu anh em đi chứa cái bộ đồ hai anh em. Cái bộ đồ đầu tiên nó cũng là cái bộ đồ vải thôi, nó tương tự hai anh em, nó tương tự giống như cái nhà á. Lúc đầu là nó bảo anh em đi chứa cái đồ vải, nhưng mà sau đó nó sẽ nâng cấp lên, nó bảo anh em đi chứa đồ da. Sau khi mà xong đồ da thì nó kêu anh em đi làm đồ lông nè, đồ lá nè, đồ chitin nè, sau đó là làm đồ metal nè, sau này còn làm đồ riot là cái đồ đặc nhiệm mà SWAT đấy anh em, xịn sò luôn. Thì làm xong nhiệm vụ này nó sẽ thưởng cho anh em một cái giày xịn nhá. Đó, nó sẽ cho anh em một cái giày xịn có sơn màu, tức là nó sơn màu là nó tăng tăng cái sức mạnh lên á, rồi nó cho anh em. Thì ở đây là tôi được cái giày màu hồng á. Ok, anh em thấy hay không? Cái độ bền cũng như cái giáp thì nó sẽ cao hơn gấp, nó tầm gấp 5 gấp 6 lần những cái đồ bình thường hai anh em. Không, nó phải gấp 10 lần chứ, nếu mà đồ vải cái đồ vải thì nó là 10 armor đúng không? Còn cái giày kia nó có thể lên đến là 100, vậy là gấp 10 lần thôi. Cái bình thường là 10 armor, còn cái giày kia là 100 armor thì nó gấp 10 lần rồi. Cả cái độ bền cũng tăng hơn anh em ơi. Vậy là sơn màu vào thì nó sẽ mạnh hơn gấp 10 lần anh em ạ. Ok, và đương nhiên là anh em làm đồ vải thì nó sẽ cho anh em giày vải xịn. Còn anh em làm bộ đồ da đi, cái bộ đồ da thì anh em nó sẽ cho anh em cái giày da xịn. Anh em làm đồ metal đi, đồ sắt á, thì nó sẽ cho anh em một cái giày sắt xịn. Đó, nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Được rồi, anh em đợi tôi chờ nốt cái giày da này. Tôi hiện tại tôi mới chỉ level 33 thôi anh em, đang cố để mà cày lên yên con cano. Thì bây giờ tôi sẽ ôi lên level này anh em. Làm nhiệm vụ nó cũng cho anh em nhiều kinh nghiệm lắm. Đấy, nó cho anh em cái đó, anh em thấy không? Cái bộ đồ này đó, tôi đã có một cái giày sơn màu rất là xịn sò. Sơn màu cam. Được rồi. Nói chung hôm nay là một cái video kiến thức về nhiệm vụ. Anh em thường là lười lắm. Tại vì sao? Nhiệm vụ nó tiếng Anh đúng không? Thành ra anh em lười. Tôi cũng vậy. Chính tôi là một cái thằng lười, thế nên tôi hiểu tâm lý anh em, tâm lý của mọi người là cũng kiểu cũng không muốn làm lắm đúng không? Game nó không hỗ trợ tiếng Việt, thành ra chúng ta muốn trải nghiệm hoàn toàn 100% con game này nó cũng hơi khoai, nó hơi khoai thật, khoai nó hơn, khoai nó không chín á. Thì ở đây là tôi có sẵn cái nhà ha, nhưng mà tại vì cái nhà này tôi xây cái móng nó bằng đá, thành ra nó không cho anh em ạ. Nè, đây là cái nhiệm vụ yêu cầu tôi xây nhà gỗ này, nhưng mà cái nhà gỗ tôi xây rồi ha, nó vẫn tính, nhưng mà có cái điều là tôi lại đi xây cái móng bằng đá, thế nên nó không tính anh em ạ, buồn. Thì bây giờ như nào đây? Để tôi tìm tìm xem. À, ở đây có cái nhiệm vụ đi chờ cái túi ngủ này. Chờ cái túi ngủ rồi anh em đi ngủ khi trời tối là xong nhiệm vụ ấy mà. Nó sẽ cho anh em kinh nghiệm đồng thời mở khóa thêm mấy cái nhiệm vụ khác. Ok chưa? Nói chung là lâu lắm rồi tôi mới có một cái nhiệm vụ mà đạo lý và gọi là nhiệm vụ đó anh em. Thật. Còn tem thú thì hôm nào cũng tem. Tập sau tem, tập trước tem, tập kia tem, tương lai tem, lúc nào cũng tem. Mà game này chủ yếu là chúng ta tem thú là chính, xây nhà là thứ nhì. Còn nhiệm vụ thì có một cái hay nhá. Đó là riêng cái phiên bản ARK Mobile thì có, nhưng bên PC thì không có anh em. Bên PC không có nhiệm vụ để làm luôn. Kiểu một con game nó có nhiệm vụ được mà chúng ta hoàn thành vượt qua thử thách nó vui á. Thì ở đây là nó có một nhiệm vụ, đó là nó yêu cầu anh em giết con Raptor. Thường là mấy cái nhiệm vụ yêu cầu giết thú nó sẽ có một chữ hun. À, ví dụ như nó yêu cầu anh em giết con Dilophor thì nó sẽ ghi là hun Dilophor. Còn anh em nhận cái giết Raptor thì nó sẽ ghi là hun Raptor. À, anh em hiểu không? Đó, thì nên anh hiểu nôm na là như vậy. Trời ơi, ho quá. Bây giờ sao đây? Nhiệm vụ thì anh em đi tìm thú là anh em giết thôi. Ở đây thì nó yêu cầu anh em giết 3 con. Hình như là giết xong con này nó cho anh em cái yên xịn đó. Yên xịn của con Gamily. Ok. Này là ngày xưa tôi từng làm nên tôi biết anh em ạ. Còn một số cái hay lắm. Tí nữa thì tôi đi làm nhiệm vụ đi giết mấy con cano á. Kiểu như là chúng ta thành thợ săn cano á, thì nó sẽ cho anh em một cái chứng chỉ.
Nó sẽ cho anh em một cái chứng chỉ, đó là cái hình 3D con cano rất là đẹp. Nhưng mà nó cần phải có cái bợ đá nữa anh em, tí nữa tôi sẽ chỉ cho anh em cái cách mà chúng ta làm luôn cái bợ đá được ở trước nó ra. Ok, mô hình 3D anh em ạ. Ôi trời. Ok, ủi trời ơi, không sao đâu anh em. Từ từ ha, tôi sẽ ra lệnh cho con Iwonodo nó đánh anh em ạ. Ok. Nói chung là bây giờ thì tôi quay xong video này thì tối nay livestream anh em ạ, hôm qua chuột hết pin, tối nay có pin rồi. Livestream lúc nửa đêm. Tôi lại ở bên sau cái. Nói chung là anh em không cần qua xem đâu. Anh em đi ngủ đi cho lành nhá. Sáng hay là buổi chiều hôm sau anh em xem lại, hoặc anh em hôm kia, miễn là anh em xem mà được, lúc nào anh em xem cũng được nhá. Thật. Ok, để tôi coi coi. Tôi thuộc dạng cú đơm rồi anh em ơi, tức là chơi đơm là chính á, thành ra là cú đơm rồi. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi giết nốt. À không anh em ạ, nó giết 4 con Raptor. Nó yêu cầu là giết tận 4 con Raptor cơ, không phải 3 con. Cũng hơi bực đấy. Thôi được rồi, tôi sẽ cắt bớt cho nó đỡ dài anh em ạ. Chứ còn video này khả năng cao mà không cắt là nó dài lên đến cả mấy tiếng á. Thật. Thật mà. Ok được rồi, chúng ta tiếp tục thì ở đây là tôi có tìm thấy Raptor rồi anh em ơi. Ui, má kìa kìa, vừa vào tôi cứu cứu cứu, níu trồ anh em ơi. Ok. Rồi từ từ đi, tôi không chết đâu anh em ạ. Cố 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 cố, không sao không sao. Nếu là thú của chúng ta đã đi giết thú thì chúng ta vẫn sẽ được tính là đã hoàn thành nhiệm vụ anh em. Nói chung là thú là đồ đồ đệ của mình thì nó đi theo nó giết thú thì nó vẫn sẽ tính vào trong nhiệm vụ anh em ạ. Nhưng mà con này nó dí tôi anh em, cứu cứu. Rồi 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 rồi, thoát thoát thoát. Nói chung là lấy được mạng tôi đâu phải chuyện dở đâu. Nhưng mà cũng cũng phải nở mấy thằng Raptor này thật anh em ạ. Đây nó cho anh em được cái yên con Gamily. Thường là mấy cái yên nó cho trong nhiệm vụ nó sẽ xịn hơn rất là nhiều. Cái yên bình thường có 25 giáp đúng không? Còn cái yên trong nhiệm vụ nó thường là 150 giáp trở lên. Đó anh em thấy cái sự chênh lệch không? Yên trong nhiệm vụ giáp cao hơn rất là nhiều. Yên thường nó là 25, còn yên trong nhiệm vụ thường là 150 trở lên. Cái này còn tùy vào độ khó nha, anh em chơi easy cái độ khó nó chỉ có 30 thì anh em sẽ được yên cùi, còn anh em chơi chơi hard đi, tôi đang chơi hard đi thì cái độ khó nó cao á thì thường là nó sẽ cho anh em những cái yên có thể lên đớn nhá. Ông nào mà nhân phẩm cao yên có thể lên đớn đó là 350 armor. Hiểu không? 350 giáp đó là một con số lớn đấy. Còn Bruta ngày xưa tôi chơi là có thể lân đớn đó là 400 ráp đấy anh em ạ. 400. Thật. 450 hay là 400 tôi không nhớ nữa anh em. Nói chung là cũng lâu lắm rồi. Hoặc có thể là game bây giờ nó không dập xưa nữa anh em ạ. Bây giờ thì đây. Đây là cái phần mà anh em nên quan tâm này. Thì anh em khi mà anh em giết, anh em làm một cái nhiệm vụ hôn đi, anh em hôn Piranha, anh em giết cái con làm nhiệm vụ đi giết con cá ăn thịt ở Mega Piranha đi. Thì xong rồi đi, nó cho anh em X10 đi. Thì tôi làm lâu lắm rồi. Thì vừa nãy là tôi làm Hun Raptor đúng không? Thì tôi đã hoàn thành. Thì khi mà hoàn thành những cái nhiệm vụ cơ bản, những cái nhiệm vụ nhỏ lẻ đầu game á, thì nó sẽ mở khóa cho anh em những cái nhiệm vụ xịn sò hơn, khó hơn, nhưng phần thưởng nó sẽ ngon hơn. Thì đây là tôi đang hoàn thành hai cái kia, thì nó mở khóa cho tôi cái nhiệm vụ này là Hun Cano anh em ạ. Đó. Không, cái nhiệm vụ này thì nó không ghi là Hun Cano đâu, nó sẽ ghi là nhiệm vụ kiểu như là tạm dịch nhá, tạm dịch theo cái mà tôi hiểu đó là thử thách. Thôi này là tôi ăn thịt thối tự sát cho nó nhanh nhá, chứ còn mất máu như này đợi nó hồi có mà đến đến tớt sau à. Không không nhá, tự sát luôn cho nó nhanh thì tạm hiểu nó là nhiệm vụ thử thách anh em ạ. Thì anh em có thể là tua cái đoạn vừa nãy tôi nhận nhiệm vụ cho anh em coi á. Ok, nhiệm vụ đó thì nó sẽ yêu cầu anh em giết 10 con cano. Sau khi giết xong thì nó sẽ cho anh em cái món quà khá là kinh. Ok. Nói chung là anh em nên làm đi, bởi vì đây là một cái thành tựu. Chơi ARK thì cũng cũng phải đạt cái thành tựu gì đó cho nó bằng bạn bằng bè anh em ạ. Ok, anh em hiểu không? Có một cái điều anh em lưu ý là khi anh em đang làm nhiệm vụ nhá, mà anh em chết là mất nhiệm vụ luôn.
Thế nên là cái pha vừa nãy con Raptor nó dí tôi, nó gần giết được tôi là cũng hơi bị căng ấy anh em ạ. Tôi mà chết pha đấy là bây giờ tôi mất luôn, tôi lại làm nhiệm vụ từ đầu rất là mệt. Ok, mất nhiệm vụ đây tức là anh em sẽ bị hủy nhiệm vụ và anh em sẽ phải làm lại từ đầu, rất là căng. Ok, bây giờ tôi sẽ mặc lại mấy cái đồ da anh em này, đồ da anh em ạ, đồ cùi thôi. Cái khiên gỗ này lấy hàng Hunter ra anh em ạ. Tôi sẽ cầm con đây. Đó, nó có nhiệm vụ nào cho anh em dùng Bola ha. Thật ra là cái Bola bình thường ở level, tôi không nhớ là level 6 hay level 7 hay là level 5 thôi, tôi không nhớ anh em, nhưng mà cái Bola mà anh em cầm ở tay là không trói được con Kano. Nhưng có cái loại Bola sắt là có thể trói được T-Rex, Gigan và Kano. Nhưng mà thường là cái mấy cái Bola đó thì chẳng ai dùng, tại vì nó quá cầu kỳ. Để hôm nào tôi test cho anh em coi. Còn hôm nay nhiệm vụ này ông cho anh em dùng Bola anh em nhé. Mà sự thật là Bola phớ chả ai dùng đó, thế nên là anh em cứ thoải mái thôi. Đó, chứ còn anh em mà xài Bola thì nó không cho dùng. Nó có ghi trong nhiệm vụ ha, nhưng mà cơ bản là cũng chẳng ai dùng đến Bola. Cái Bola sắt mà tôi đang nói là anh em phải gắn vào trong một cái máy rồi anh em bắn ra ngoài cơ. Đó. Nhưng mà được cái là nó bẫy được mấy con thú lớn, nhưng mà cái thời gian trói nó cũng chỉ có vài giây thôi anh em ạ. Thế nên là chúng ta nhiều khi chúng ta cũng thấy được là những cái thằng làm game nó cũng hơi hơi ngố anh em ơi, đúng không? Hơi ngố. Ok, chắc là nó nghĩ cái Bola đó của nó là xịn sò ấy. Thì ở đây là tôi sẽ đi tìm và giết 10 con Carnotaurus. Carnotaurus hai anh em giết 10 con không giới hạn level, không giới hạn vùng miền. Thì ở đây là tôi đang ở giữa map thì nó gần rừng đỏ và cái khu gì? Cái đảo Cano là cái đảo ăn thịt, là một trong hai nơi nhiều Cano nhất. Được rồi. Nói chung là đi tìm mấy con này thì cũng dễ thôi, mà giết nó cũng đơn giản thôi. Tôi chỉ cần một con chi ke thôi anh em. Thôi được rồi, tôi sẽ đi săn và đi giết cho anh em coi nha. Ok chưa? Yeah. Thở dài anh em ạ. Mấy hôm nay ho quá anh em ạ. Khi nào mình nhiễm Covid không? Không có đâu anh em ơi. Tôi suốt ngày nhà làm gì Covid. Khổ. Được rồi, chúng ta chơi tiếp anh em. Ok, được coi. Chi ke này đây anh em thấy là tôi đi phượt xuyên vùng miền. Ơi, má chưa kịp giết thì con gấu nó sơi luôn rồi anh em ơi. Không sao đâu. Có một cái hay nhá. Đó là anh em mà xài con chi ke, anh em bật cái chiêu hút lượt, anh em hút qua cái cây bơn rực đỏ là mẹ nó phơ lắm. Nó farm thách là phải mấy trăm thách. Còn anh em nào chơi hardcore đi, anh em chơi hardcore đi, là nó còn kinh hơn cơ. Một hút có thể lên đến là 1k thách đấy anh em ạ. Farm một hit 1k thách, anh em nghĩ sao? Quá kinh luôn, chả đùa. Chỉ có một cái cây thôi mà hút một phát là 1k thách. Đó. Thách thì nó cũng không phải cái gì gọi là sao hoa phù phí, nó không phải cái gì nó bo đoi quá, nhưng mà ta đang nói đó là một phát hút thôi là 1k thách. Đó. Đây, trời, đi săn cano này. Đó thì tôi chịu khó bình luận thì không biết anh em có chịu xem mà có nghe cái giọng điệu của tôi không. Nói chung là cũng tùy hôm anh em, hôm nào buồn buồn á, làm video nó sẽ buồn ngay ấy mà. Anh em nhận ra cái giọng điệu tôi, nó hôm nào buồn là tôi bình luận nó buồn buồn ngay, nó thiếu muối ngay. Ok, mấy hôm nay thì đang ốm yếu rồi anh em ạ. Thật, cái thời buổi này thì hôm nay tôi phải kể cho anh em nghe một cái câu chuyện rất là khốn nạn nhá. Sáng nay tôi hết tiền anh em ạ, không còn một xu nào luôn. Thế là cầm thẻ ra cây ATM rút tiền anh em. Nhưng mà ở cái khu nhà tôi nó méo có à, muốn rút tiền từ mấy cái cây đấy là lên tận huyện. Thì tôi lên tận huyện tôi rút thì cây lại không có tiền. Rất là bực mình. Thế là tôi cũng đi tìm những cái cây khác, thì cũng đi tầm mấy cây số đi thấy cái cây khác cũng hết tiền. Còn mẹ cây hiểu không? Không chịu nổi luôn rồi. Tôi cuối cùng tôi bỏ về anh em ạ. Bực, đã không có tiền rồi mà. Còn chút tiền trong tài khoản rút ra để mà tiêu xài, nhưng mà không, nói chung là buồn đấy anh em ạ. Thật, cú vách cả đái mà ở chỗ tôi lại không có, mỗi lần rút là lên huyện, không bực. Được rồi,
Có anh em nào tò mò về doanh thu khi mà làm mấy cái video rồi thỉnh thoảng livestream như này không? Nói chung là thu nhập thì có, nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng, tôi cũng chưa bao giờ tôi tính, nhưng mà chắc nó cũng vừa đủ cho tiền điện hay sao á. Thật không, nói thật với anh em á, nếu mà anh em không tin thì cũng kệ thôi, nhưng mà đấy là tôi chia sẻ thêm cho anh em nào tò mò, đó là thu nhập từ mấy cái làm này chắc là nó cũng đủ tiền điện. Mà cái này anh em dễ hiểu lắm, anh em cứ thấy cái kênh nào mà view cao á thì là lắm tiền, còn view lẻ tẻ tầm 1-2k như tôi á là mẹ có tiền đó. Anh em nghĩ là đơn giản như vậy là ra ngay vấn đề mà. Nếu mà view cao tầm mấy trăm ngàn đi là nhiều tiền thôi, còn view 1-2k như này thì nói chung là làm cho vui thôi anh em ạ. Làm cho vui cũng như là thấy anh em hào hứng thì nói chung là làm cho anh em vui đó. Chứ còn đây cũng là tiền mạng tiền wifi là hớt đất anh em ạ, thật. Thôi được rồi, bỏ qua vấn đề tiền bạc, cái tại hôm nay đang bức xúc anh em ạ, mệt lên cây hiểu không? Mà hôm nay chủ nhật anh em ạ, ngân hàng có mở cửa đâu. Hôm nay thì tôi sẽ chơi tiếp, từ nãy giờ tôi giết được cũng gọi là 7-8 con cano rồi đấy anh em ạ. Yes. Cano là con cano thứ 8 đúng không? À không, thứ 7 sao ạ, đây. Tôi chỉ cần đó là giết thêm 2 con nữa là xong nhiệm vụ này rồi anh em ạ. Ôi. Ok, tí nữa tôi sẽ làm xong và nó sẽ cho chúng ta một cái khá là hay. Nói chung là tầm này cũng mờ rồi anh em ạ. Một ngày dài đằng đẵng. Ơi cano này anh em, hình như là xong con này, thêm một thằng nữa là xong á. Xong này anh em, thêm một con nữa thôi, tôi giết được 9 con rồi. Này đơn giản ha, nhưng mà tôi cảnh cáo anh em là thỉnh thoảng bên rừng đỏ nó sẽ có một số con rất là mất dạy. Thứ nhất là con Raptor thì không nói làm gì rồi. Thứ hai nó là cái con tôi không nhớ tên nó là gì, tôi không biết đọc tên nó là gì, mặc dù tôi có thể nhìn thấy nó nhưng mà tôi không biết đọc luôn tên là tiếng Anh. Thì con đó nó là một cái con mà có thở độ thổ dưới đất, rồi khi mà chúng ta đi qua gần cái phạm vi tấn công của nó sẽ lao lên, rồi nó gây choáng và nó vồ chết á. Nhưng tuy là nó không nguy hiểm bằng Raptor, nhưng mà con đấy nó khỏe, nó Raptor anh em ạ. Với lại cái thời gian nó choáng nó lâu vãi cả trưởng luôn. Thế nên là anh em đi sang khu như bên này là anh em cẩn thận. Thậm chí là nhiều khi anh em đang cưỡi chim anh em vẫn có thể bị nó vồ nếu anh em bay sát mặt đất. Nhưng mà đấy không phải cái gì quá ghê gớm nhá. Đây là tôi cảnh báo anh em, từ nãy giờ tôi chả gặp nó anh em ạ. Con này thì anh em cái gì mà anh em có thể sang núi tuyết là cũng hay gặp á. Mà ở cái phiên bản AnoCapC nó sẽ có một cái con, đó là con Thila Coleo, hay còn gọi đó là Thila đơn côi anh em ạ. Con Thila đơn côi, thì con đó là cái con đầu chân cây á. Thì chắc là anh em, nếu mà anh em coi tôi thì anh em cũng biết là chúng ta đã từng trải nghiệm qua mùi vị bị nó vồ rồi anh em ạ. Nhưng mà không sao đâu, cái con đó nó không có trong phiên bản này, nó không có ở trong cái phiên bản ARK Mobile anh em ạ. Thành ra nó cũng khá là thoải mái. Thôi đi, vâng. Người cuối cùng sẽ bị tôi hạ sát. Ủa, anh em thấy, anh em có thấy cái cảnh của tôi mẹ, tôi dặn, đúng không? Tôi dặn tôi lấy đà, tôi phóng một phát từ trên xuống. Anh em thấy nào? Quá kinh, quá khủng luôn, thật. Đó, đây là cái thành quả này. Brohun Cano anh em ạ. Chỉ vì cái đấy thôi anh em ơi, nhưng mà nó oai. Anh em đừng có vứt nha, vứt là mất đấy. Với lại anh em mất rồi nó không lấy lại được đâu. Hiểu không? Ôi, anh em mà vứt cái vừa nãy đi là mất luôn, mà mất rồi nó không lấy lại được. Nên anh em cẩn thận nhá. Thôi thì bây giờ đi về anh em. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi lên núi. Ok, chúng ta sẽ đi lên núi anh em. Bạn lên núi làm gì anh em sẽ biết thôi. Tôi sẽ nói luôn, chúng ta lên núi chúng ta farm obsidian. Đây một cái loại hắc thạch diện. Thì tôi quên mất rồi anh em. Người ta đọc là hắc thạch diện hay là hắc diện thạch nhỉ? Hắc thạch diện. Này lâu ngày quên anh em, không biết đọc đảo trước đảo sau như nào anh em. Hắc diện thạch hay là hắc thạch diện.
Ok, nói chung là gọi là Obsidian đi, phát âm nó không chuẩn nhưng mà nói thế cho nó sướng mồm anh em. Kiểu kiểu lâu lâu nói được mấy câu tiếng Anh như nó ngầu ngầu á. À, bây giờ tôi đã lên level 35, thành ra là nó mở cái gì? Nó mở cái bảng thông báo là bây giờ mày đã biết chơi rồi, mày đã lên được cấp 35 rồi, thì mày có muốn chơi tiếp không hay là mày muốn sang server online? Thì tôi chọn là tôi ở lại chơi tiếp anh em ạ. Còn nếu anh em chọn server online thì đơn giản là anh em bị nó đẩy sang sảnh chính thôi, anh em vẫn vào chơi offline bình thường chả sao cả. Cũng đuối đấy. Đây bây giờ tôi làm luôn cái nhiệm vụ đi chớ cái giường, cái túi ngủ anh em quên, túi ngủ. Thì anh em lấy fiber với lại ra ra rồi anh em chớ, sau đó anh em đi ngủ. Thì đây là đang trời sắp tối nên tôi tranh thủ thôi anh em ơi, tranh thủ. À, cao thủ không bằng tranh thủ, nhưng mà một cái thằng cao thủ nhá, nó luôn luôn tranh thủ anh em hiểu không? Có những cái câu nói rất là xàm lờ, ví dụ như là cái câu cao thủ không bằng tranh thủ đi, nhưng mà anh em nên biết đó, đó là những cái thằng cao thủ lúc nào nó cũng tranh thủ hết. Còn nếu thằng nó không tranh thủ nó không thể nào trở thành cao thủ được, nên là nhiều khi có những câu nói nó cũng hơi ngu thật, thật ngu, nói chung là ngu. Thôi được rồi. Đông cho tôi ngủ 2 lần anh em ạ. Bây giờ trời nó chưa sáng à, thì ngủ bằng cái túi ngủ nó không có một phát đến trời sáng giống như là ngủ bằng giường anh em ạ. Mệt. Thôi bây giờ chúng ta sẽ vượt, nói chung là vượt rừng lội suối đi sang khu núi lửa. Nói là núi lửa thôi nhưng mà cái núi lửa này thì nó không hoạt động anh em ạ. ARK Mobile thì gọi là núi lửa nhưng mà thật ra nó không có lửa anh em ơi. Chỉ có bên PC thì nó có, chắc là người ta cắt giảm được mà cho game nó nhẹ đi. Chứ còn bây giờ cái quả núi kia mà nó có hiệu ứng bốc khói rồi magma dung nham phun trào thì có mà nát game. Đến lúc đấy anh em lại kêu game nặng, khổ. Rồi không cho đi ngủ anh em ạ. Má cay. Rồi không cho đi ngủ. Ok. Thôi. Bây giờ tôi sẽ cất đồ mang theo mỗi thịt và là cái cúp sắt thôi anh em ơi. À, nếu mà anh em là có chim nhá thì anh em bay bằng chim, nhưng mà tôi mèo có chim. À, thậm chí có chim nhưng không có yên. À, thế là tôi sẽ cưới con Iguanodon. À, đi đơn chân đấy thôi. Đơn giản như đang rổ. Trên núi thì sẽ có Sabertooth Giga này, Raptor này, Đại Bàng này, T-Rex này, Allosaurus này, Stego này, Ankylo, rồi Dewey này. Một số loài mất dạy như là Dilophosaurus, Dodo, rồi rùa cũng có, Chike cũng có, nói chung là đủ thứ. Ok. Tua không anh em? Ok, tôi sẽ tua ha cho nhanh. Chứ còn mấy cái đoạn này tôi cũng không có gì bình luận anh em, mấy cái đoạn này đúng kiểu là nhạt. Này là tôi sẽ đi vượt rừng lội suối lên trên núi lửa thôi anh em. Thì thật ra là có đường đi lên núi ấy, lên trên núi mới có nhiều hắc thạch nhưng mà sao không có chim. Còn nếu bây giờ đi bộ lên thì có mà toang anh em ạ, lâu lắm, mất thời gian lắm. Ok được rồi, và trong cả cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ
Nói chung là chắc là nhiều anh em ở đây cũng biết rồi, nhưng mà thôi tôi cứ làm đi. Nếu mà có nhiều người mới chơi không biết thì thôi, thì họ sẽ được bố tôi chỉ cho biết. Thì tí nữa là tôi sẽ đi làm luôn cái nhiệm vụ đi giết con gà rừng Telebird đúng không? Tôi hay đọc nó là Telebird. Thì cái con gà rừng đó nó bơn rừng đỏ anh em. Tí nữa tôi sẽ làm xong cái này đi thì tôi sẽ đi làm luôn rồi chỉ cho anh em cách mà chúng ta lấy thanh kiếm một chém chết luôn. Thế anh em đã từng coi cái video về việc đó là đi hang lấy nỏ đúng không? Một bắn là chết một thằng. Còn anh em xài kiếm một chém chết một đứa. Nhưng mà không, một chém là chết nhiều đứa anh em ạ. Tại vì sao? Anh em nên hiểu một cái cơ chế mà anh em không hiếm khi anh em không không để ý nên anh em không nhận ra. Nếu anh em xài súng thì anh em bắn từ xa đúng không? Đó là một cái lợi thế của anh em cầm súng đi. Thì anh em chỉ có thể là bắn từng thằng một. Đó, đúng không? Nếu anh em tấn công từ xa, anh em xài súng, anh em bắn từng thằng một. Còn nếu anh em cầm kiếm thì sao? Chúng ta không đánh từ xa được, chúng ta sẽ buộc phải đánh cận chiến, kiếm nó ngắn mà đúng không? Nhưng mà được cái là sao? Chúng ta đánh lan. Thôi được rồi, đó thì tôi cũng giải thích cho anh em nghe. Tại vì cầm kiếm thì nói chung là thằng nào đứng trước lưỡi kiếm thì đều sẽ dính đam thớt anh em ạ. Nói chung là đánh gần thì chém lan, còn bắn từ xa thì nói chung là bắn từng phát một, bắn từng thằng một đó. Thế nên là được rồi, nhưng mà thôi đi, tạm gác qua cái thanh kiếm thì nói chung tí nữa tôi sẽ hướng dẫn cho anh em. Này tôi hướng dẫn nhiều rồi nhưng mà bây giờ thì tiện thở thì đây là series mới, cũng là series thầy TBG, anh em trả tôi gọi tôi là thầy đi anh em. Ok. Thì bây giờ chúng ta quay trở lại đi. Thì cái obsidian đi. Cái hắc diện thạch, cái diện thạch hắc hay là cái hắc thạch diện thì chúng ta làm gì? Chúng ta lên trên núi cao, chúng ta tìm những cái tảng đá đen đen đó. Thì anh em lại gần nó sẽ hiện ra đó là obsidian, thì anh em farm bằng cái cúp. Đó anh em thấy không? Cái tảng đen đen này này. Đó nó sẽ hiện ra đó là obsidian. Thì anh em sẽ cầm cái cúp sắt anh em farm nhá, anh em đừng có cầm cúp đá nha anh em, cầm cúp sắt. Hoặc là anh em xài con Ankylo hoặc là con đui, hai con đập đá và một con đập metal á. Thì anh em farm bằng hai con đấy hoặc farm bằng tay giống tôi nè. Đó rồi anh em đi vừa thôi. Nhưng mà lâu lắm tôi không nhớ là bao nhiêu cái, nhưng mà tôi nghĩ chắc là 50 cái á, tôi đoán vậy. Thì ở đây là tôi farm được 60 cái từ nãy đến giờ rồi ha. Thì ở trên này thì nói chung là hỗn tạp lắm. Argentavis Sabertooth rồi Stego rồi Chike rùa rồi Raptor rồi, nói chung là Allosaurus rồi Giga là chưa thấy đâu ha. Nó nói chung là nhiều mối hiểm họa lắm. Bây giờ chúng ta đi về thôi anh em ơi. Ok. Chắc là 50 cái là đủ nhỉ? Chắc vậy. Alo, ok được rồi. Ở đây được rồi, được, chúng ta tiếp anh em ơi, tiếp 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 chưa xong video này. Nói chung là lâu lâu làm cái video này nó sẽ dài hơn bình thường thì 30 phút thôi. Tại vì là máy tôi bộ nhớ nó không nhiều lắm anh em ạ. Ok, chúng ta đã có obsidian, bây giờ chúng ta sẽ mang vào trong nhà anh em ơi. À, ừ nhờ. Video này hơn 100 like nha anh em. Hơn 100 like thôi. Ok, thế là cũng cảm ơn anh em rất là nhiều rồi. Bây giờ thì tập trung vào cái nào. Hay 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 hay. Vãi chưởng anh em ạ.
thế nào ấy. Thôi thế thì anh em yên tâm nhá, tôi đi đây. Ok, tôi vừa rồi đây anh em. Ở đây chúng ta sẽ chớ ra cái này ở level 25, chớ trong bàn sau mai thi nó cần 80 cái oxygen. Con mẹ game chó chết, bực cú với cái này anh em ạ. 80 cái nha, chớ trong bàn sau mai thi học tại level 25. Cái bờ đá chớ bằng cái hắc hắc diện thạch, hắc diện thạch hay là hắc thạch diện hay là obsidian đấy anh em, lên núi mà farm nha. Bực hết cả mình, bực hết cả cửa mình anh em ạ, bực. Thì cái này anh em có thể đặt ở trong forest, tức là anh em đọc đặt ở trong nền nhà hay là đặt trên trần, hay là anh em đặt đâu thì cỡ mẹ anh em, nói chung là đặt được rồi anh em. Đây anh em cho cái con mô hình cano vào á, cái đầu con cano mà vừa nãy làm nhiệm vụ giết 10 con cano vào, nó cho anh em cái mô hình này. Cái mô hình này có tiếng kêu nhá, nó sẽ có tiếng của con cano và nó sẽ có cái ngoại hình của con cano, và nó là một cái mô hình 3D mà trông rất là đẹp đó. Cái này thì bên bản PC hình như không có anh em ạ, bên mobile có, thì chúng ta phải gọi là phải có cho nó xứng danh với phiên bản PC chứ. PC tôi chơi tôi không thấy có cái này anh em ạ, hoặc là có mà tôi chưa tìm ra anh em hiểu không? Thì cũng đã xong xuôi rồi anh em ạ. Cái gì cần nói đã nói, cái gì cần làm đã làm, cái gì lớn thì nó đã lớn. Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn anh em lấy kiếm xịn một chém chết. Nói chung là kiếm này anh em vào trong phần anh em ghi kiếm ra, anh em phải gõ tiếng Anh cơ, rồi anh em học thanh kiếm, rồi anh em nhận nhiệm vụ hun teleport. Sau đó anh em phóng con mẹ thẳng, phóng ngay sang rừng đỏ, rồi anh em giết cho tôi 2 con. Nhiệm vụ yêu cầu anh em giết 3 con, nhưng mà giết 2 con thôi, con thứ ba chừa. Đừng có giết vội nha, giết vội là ngu á. Ok, đây cảnh báo anh em á. Thì nhiệm vụ này yêu cầu anh em học thanh kiếm và chớ thanh kiếm, nhưng mà đừng chớ à, chúng ta chỉ cần học thôi, còn chớ thì không cần đâu. Tại khi mà chúng ta giết thú là nó cũng sẽ nhận. Nó chỉ gọi là hướng dẫn anh em chớ kiếm, chớ cái thanh kiếm thôi, chứ còn nó không yêu cầu anh em là phải chớ kiếm nó mới cho làm nhá. Thì bây giờ chúng ta đi tiếp thôi. Nói chung là video này nó cũng hơi cú rồi đấy. Đấy, nó thì 2 lần vòng lên núi lửa. Thì ở đây chúng ta sang bên này, con này thì là một con gà bé bé nhưng không, nói chung là ngây thơ vô số tội anh em ạ. Đây là cái con mà cực kỳ khốn nạn, nó đánh theo bầy đàn mà nó rất là trâu, nó cũng rất là khỏe mà tốc độ nó cũng rất là cao, nó gặp là nó dí đó, con gà mất dạy anh em. Đây chúng ta sẽ đi sang bên này, thì anh em cũng có thể mở map ra để mà tìm ha, nhưng mà tôi nghĩ là gần đây nó có rồi, nó không cần đâu. Có 2 con đang cắn dí, ủi nó cắn chết que luôn con dí đốt phò này. Thì anh em giết 2 con nha, nhiệm vụ yêu cầu giết 3 con đúng không, giết xong cho anh em thanh kiếm ạ, nhưng mà đừng từ từ anh em ạ, giết 2 con thôi đó. Quay đó anh em thấy chưa, con dí đốt phò vừa nãy tôi nhớ là 290 à, con này con gà rừng cũng 290 ha, mà hôm qua là tem Spino là tôi cũng giết một con raptor 290 ha. Có nhiều ông, có nhiều ông thấy người ta tem được level cao, thấy người ta nhân phẩm người ta ăn ở tốt, người ta tem level cao á, tức là bắt đầu nghĩ người ta cài mod vào, mod méo gì ARK Mobile mà có mod á, tát cho vỡ mồm má nó. Nhiều thằng nó bình luận mình bực mình. Ở đây cái con mà tôi nói là nó độn thổ dưới đất lên rồi nó choáng này, đây anh em thấy nó choáng tôi không, nhưng mà được cái là nó level thấp nên tôi xử rồi anh em ạ. Thì nói qua nói lại một chút, nhiều anh em thấy tôi tem level cao, tem level max, tức là anh em ghen tị. Thì anh em bảo tôi cái mod hay làm cái gì mà sao sao level cao vậy. Thì nhân phẩm người ta thớ thì cứ đi để mà người gọi là phơ phán người ta là thế nào. Nhân phẩm người ta cao, người ta ăn ở tốt thì người ta cứ level cao mà người ta gặp thôi. Đó, hôm qua đã giết con Raptor 290, vừa nãy gặp con đấy, con gà rừng 290 à. Toàn lấy vừa cao thôi, chứ còn mấy ông xem chùa thì tem level 1, level 2 là đúng rồi, chứ còn thế nào nữa. Thì ok, đây ở đây có một thằng này, nhưng mà từ từ anh em coi tôi xử lý pha này 180 đúng không, anh em coi tôi đây này, đừng có giết nó anh em. À 323 hút một phát nữa, trời ơi thằng nhỏ còn 1 máu anh em ạ. Thôi anh em thoát game nhá, anh em giết 2 con, sau đó anh em tìm đến con thứ ba, anh em đánh nó gần chết,
Đó là tôi đánh con thứ ba là nó gần trước rồi, anh em sell game lại. Anh em bấm sell đi. Ok. Anh em vào game. Cái này nhiều anh em biết rồi, nhưng mà tôi đang hướng dẫn cho người mới, anh em đừng có mà mẹ nhận nhầm chứ, nhận vơ à? Tôi đang hướng dẫn cho người chưa biết, anh em biết rồi, anh em nhận vơ không? Cái này hướng dẫn đi hướng dẫn lại có gì đáng xem đâu, anh em có phải diện người cần được xem đâu, những người mới chơi nhá. Đó, rồi anh em giết. Xong nhiệm vụ này nó cho anh em một thanh kiếm, tùy theo độ khó mà anh em đang chơi thì thanh kiếm sẽ mạnh hay yếu và nó cũng sẽ ngẫu nhiên luôn. Đó, anh em thấy nhân phẩm không? 1k độ bền 640 đam. Nếu anh em chơi Bruta thì max là 680 đam, độ bền thì là 1k2 nhá. 680 đam là maximum trong game này luôn. Còn độ bền là 100, hơn 120 anh em ạ. À hơn 1200 bao nhiêu á, 1200 bao nhiêu độ bền á. Nhưng mà đấy là Bruta, ngày xưa tôi chơi nên tôi nói vậy thôi, chứ còn nếu mà chơi chơi hát thì tôi nói thật với anh em là trên 650 đam là được rồi. Còn độ bền thì tầm 900 1k là được rồi, không cần săn mắc đâu. Bởi vì anh em săn mắc là anh em sẽ tốn rất nhiều thời gian, mà có được hay không thì chưa biết, tại vì nó hên xui. Thì bây giờ tôi thoát ra, tôi restore, bây giờ tôi lại vào lại game thôi. Thì nó sẽ đưa chúng ta quay trở lại quá khứ, à, trước cái cảnh, cái lúc mà chúng ta đã lưu cái đoạn mà chúng ta giết cái con thứ ba gần chết, chúng ta lại giết nó. Đó là chúng ta sẽ làm như này cho đến khi nào mà nó ra kiếm xịn thì thôi. Anh em hiểu không? Sell có nghĩa là lưu game, còn restore có nghĩa là khôi phục lại cái đoạn mà anh em đã lưu game, còn delete là cái chữ màu đỏ là xóa đấy anh em. Thì cái này là cái mà anh em nên tận dụng. Thì ở đây tôi đã restore cho anh em coi này. Đó. Anh em sell mục nào anh em restore mục đó, còn anh em sell cả ba mục thì cỡ anh em thôi, nó cho anh em lưu đến tận 3 mục cơ mà, tính cả cái mục iCloud là 4 mục. Đó, thành ra là game này cũng khá là thoải mái. Kiểu gì cũng tôi cầu mong là 650 đam với lại 1k độ bền là được rồi, không cần mắc đâu anh em. Đó, 650 là được rồi. Để tôi xem nào. À đúng rồi.